Hello cả nhà, hôm nay Hoshi sẽ hướng dẫn cho cả nhà làm món bò bít tết cực ngon, đơn giản, dễ làm, ai xem xong cũng làm được luôn nha. Bước 1, mình sẽ lựa một miếng bò nguyên miếng tươi ngon như thế này. Độ dày khoảng 2-2.5cm, tùy theo các bạn muốn làm medium hay là medium rare ha, chín vừa hay là chín tái nha. Tiếp theo, mình sẽ rải lên bên đây một chút muối trắng, cộng với lại một chút tiêu. Rồi thoa thêm một chút dầu liu lên các bề mặt thịt như thế này. Cho thêm vài cái lá hương thảo nữa, ở mặt kia cũng vậy nha. Xong rồi mình sẽ cho vào tủ mát ướp khoảng 15-20 phút nè. Ok, bước 2, các bạn sẽ bắt lên một chút nước sôi rồi cho vào đây một chút muối. Cắt gọt vài cọng măng tây sạch sẽ, để lát nữa mình cho vào trang trí các bạn ha. Kèm với lại vài củ cà rốt mini, bông cải xanh. Các bạn sẽ chẻ đôi rồi cắt ra từng miếng vừa ăn. Cắt từ cuốn xuống giống như Hoshi hướng dẫn ha, để bông cải không có bị nát nè. Khoai tây mình sẽ chẻ đôi ra rồi cắt như Hoshi hướng dẫn, để lát nữa Hoshi sẽ hướng dẫn cho cả nhà làm thêm cái món này đơn giản cực kỳ mà ăn là thích lắm luôn nha. Cuối cùng mình sẽ cắt thêm vài lát cà chua bi để lát nữa trang trí. Tỏi mình sẽ cắt phần đầu rồi đập dập ra, phần còn lại lát nữa mình cho vào áp chảo luôn. Nước sôi lên rồi mình sẽ cho hết tất cả rau củ đã cắt sẵn vào luộc. Mình sẽ đậy nắp lại luộc khoảng 2-3 phút rồi vớt hết tất cả ra ngâm với nước đá. Khoai tây mình sẽ để đó tiếp tục luộc thêm khoảng 10-15 phút nữa là ok. Xong rồi nè, bây giờ Hoshi sẽ vớt hết tất cả khoai tây ra, cho vào khăn vải ngấm cho ráo nước. Sau đó tới bước 3, cả nhà sẽ nghiền nhuyễn khoai tây ra, nhuyễn ra như bột luôn nha. Rồi bắt lên một cái nồi nho nhỏ, sau đó cho vào đây khoảng 15g bơ lạc. Bơ tan ra rồi các bạn sẽ cho hết tất cả khoai tây vào, dùng cây quánh quánh cho thật là đều tay lên. Sau đó các bạn nêm vào đây một muỗng sữa tươi. Bạn nào muốn ăn khoai tây mềm lỏng hơn thì mình cho 2 muỗng. Nêm vào thêm một chút muối và tiêu nữa là xong. Tiếp tục mình sẽ quánh thêm cho tới khi nào mịn như thế này là ok. Qua bước 4, pha sốt thì mình sẽ cho vào tô một muỗng tiêu đen đập dập, một muỗng dầu hào và một muỗng nước tương. Rượu vang đỏ các bạn sẽ cho vào 2 muỗng. Cuối cùng mình sẽ cho vào một muỗng nước nữa là xong. Công thức này Hoshi cũng có fusion lại phù hợp cho khẩu vị của người Việt cho nên là rất dễ ăn nha. Tiếp theo các bạn bắt chảo lên rồi phi thơm khoảng nửa muỗng hành tỏi băm, sau đó cho hết tất cả sốt đã pha vào nấu riu riu lửa nhỏ. Cả nhà thấy cái chảo iMac này đẹp không, khi dùng để nấu những món chiên rán tay cầm sẽ không có bị nóng như một số loại chảo khác. Cái phần tay cầm này được làm bằng inox rỗng cho nên sáng bóng đẹp mắt, Hoshi cầm thoải mái mà không có bị nóng tí nào luôn nè. Sốt thơm quá. Bây giờ sốt đã nấu xong rồi nè, mình sẽ tắt bếp ngắt chảo xuống. Cái chảo iMac này Hoshi xài thấy khá là ngon, dùng rất là phù hợp, thuận tiện cho gia đình, dùng rất là dễ bảo quản và bền bỉ, được làm từ chất liệu inox không bị rỉ sét, có thể giữ được nhiệt độ tốt và đặc biệt là khá là phù hợp cho những món ăn như là bistec. Ok, bây giờ qua bước 5 mình sẽ áp chảo bò ha. Bắt chảo lên cho nóng, sau đó cho bơ và tỏi vào phi. Hôm giờ Hoshi đọc comment thì có thấy khá là nhiều anh chị em hỏi là dùng chảo nào để làm món bistec ngon. Thì thật ra để làm món bistec thì dùng chảo gang áp chảo sẽ là ngon và chuẩn nhất. Tuy nhiên chảo gang có một nhược điểm, đó là khó bảo quản. Một thời gian nếu mà không dùng đến có thể sẽ bị sét rỉ, không bền và đặc biệt là không an toàn cho sức khỏe. Mà thời này các thương hiệu cũng cho ra một số loại chảo inox rất là xịn, đẹp mà vẫn mang những công năng đáp ứng hết những tiêu chí này. Chảo thì nó thật sự là bếp Hoshi nhiều chảo lắm, loại nào phải thật tốt và uy tín Hoshi mới dùng. Ok, nóng lên rồi mình sẽ cho bò vào áp chảo, cho thêm củ tỏi và lá hương thảo vào. Wow, chảo bắt nhiệt khá là nhanh, Hoshi mới để lên có chút xíu à là đã nóng lên rồi. Cái chảo iMac này có cấu trúc 3 lớp inox, một lớp ở trong cùng với lại một loại inox 304 an toàn cho sức khỏe. Như Hoshi tìm hiểu thì lớp ở giữa là nhôm, giúp dẫn và giữ nhiệt tốt, còn lớp ở ngoài cùng là lớp inox 430, giúp bắt từ nhanh chóng dành cho loại bếp nào cũng được luôn nè. Còn cái lớp chống dính của chảo chiên iMac này khá là tốt, chở mặt nguyên liệu dễ dàng mà không có bị dính vào chảo, làm xấu miếng bò. Còn cái phần inox xếp hình khối lập phương sẽ bảo vệ cho lớp chống dính ở bên dưới, tránh va chạm tác động nhiều từ các dụng cụ nấu ăn kim loại nè. Cái gì chứ riêng đồ bếp á, là Hoshi khoái tìm hiểu lắm. Xong, cả nhà sẽ áp chảo mỗi mặt từ 3-5 phút tùy theo sở thích của mỗi người. Chủ yếu Hoshi hướng dẫn cho cả nhà công thức sốt ngon, cách làm sao cho đơn giản, dễ làm, thơm ngon lạ miệng. Muốn ăn chín vừa hay là chín tới gì cũng được nha. Mình sẽ nhắc chảo xuống cho hết vào đĩa, sau đó cho rau củ vào xào luôn. Rau củ thì các bạn cho vào lắc lắc chút rồi nêm vào đây chút muối và tiêu. Đó, vậy là xong rồi đó. Bước cuối cùng trang trí thì các bạn chỉ cần cắt bò ra giống như Hoshi đang hướng dẫn trong video nè. Cắt bò mà muốn cho đẹp thì các bạn ráng đi đường dao nào đứt đường đó, sau đó sắp xếp đều và gọn gàng lên đĩa là đẹp liền. Wow, ok không? Nếu muốn ăn giống như Hoshi thì các bạn chỉ cần áp chảo thêm mỗi mặt khoảng 3-4 phút. Nói chung còn tùy thuộc vào lửa nhà các bạn và độ dày của miếng bò nữa. Cho nên mình sẽ đốc kết ra bằng cách đó là làm ăn khoảng 2-3 lần là biết cái công thức lửa ở nhà của mình liền nha. Đó, mình sẽ decor lên đây một chút khoai tây nghiền cùng với lại vài lát cà rốt. Còn bên này thì cho vài cọng ngò tây, cà chua bi, bông cải, thêm miếng cà rốt nhỏ cho sặc sỡ. Góc bên này thì mình sẽ cho củ tỏi áp chảo lên. Cuối cùng là cả nhà sẽ rưới lên bên trên bề mặt thịt một lớp sốt. Đó, ngon chưa, ngon chưa? Đảm bảo ăn một lần là ghiền liền. Hoshi thì thích ăn kèm với phần mỡ ở trên thịt cho nên là khi nãy không có cắt đi. Còn cả nhà ai mà không ăn thì mình cứ cắt ra trước ha. Bây giờ Hoshi sẽ ăn thử miếng nè. Quá ngon, thịt mềm, mọng, ngọt nước, vừa chín tới, kết hợp với lại sốt tiêu cay cay, the the đậm đà, thơm phức vừa ăn, kèm thêm miếng khoai tây nghiền thơm bơ béo ngậy nữa. Wow, quá đã luôn. Ok, chúc cả nhà thành công nha. Toàn bộ danh sách nguyên liệu để cả nhà đi chợ, đặc biệt là những cái loại gia vị dụng cụ mà Hoshi tin dùng mà cả nhà thường hay thắc mắc nhắn tin hỏi Hoshi á, mình cũng sẽ để thông tin tìm hiểu ở đây cho cả nhà luôn ha. À, đừng quên like, share, đặc biệt là bấm theo dõi trang để đón xem những tập tiếp theo nha. Hẹn gặp lại.